một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ ai quên con đò xưa, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong chiếc áo xưa.
gió mưa. Còn anh nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa xuân đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm, sao em đến hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Từng trang sách đêm đêm, tiếng thầy vang vọng, lời giảng như suối trong, tưới mát tâm hồn. Bụi phận vương mái tóc, bóng thầy hiền từ, dẫn dắt bao thế hệ qua bao mùa gió xưa. Ơn cô như biển cả, bóng thầy như núi non, biết ơn cô thầy cho con chữ cho con người. Lời thầy như kim chỉ nam, soi sáng con đường, dẫu mai sau xa cách, lòng còn mãi khắc ghi. Kính dâng lên thầy cô, những đóa hoa tươi thắm ngàn lời tri ân, lòng biết ơn vô bờ. Lời đầu tiên em xin phép gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, em xin thông qua chương trình của buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày ra trường. 1. Đón tiếp đại biểu. 2. Văn nghệ chào mừng. 3. Khai mạc giới thiệu đại biểu và tri ân thầy cô. 4. Đại diện nhà trường lên phát biểu và nhận quà của học sinh, cựu học sinh kính tặng. 5. Trao học bổng cho học sinh nghèo. 6. Đại diện cựu học sinh lên phát biểu. 7. Đại diện thầy cô giáo cũ lên phát biểu. 8. Trao quà cho các thầy cô giáo cũ. Và 9. Giao lưu ẩm nhạc. Và ngay bây giờ, người đồng hành cùng với em trong chương trình ngày hôm nay xin trân trọng kính mời bạn Bá Thế. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón người đồng hành cùng em trong hôm nay. Văn nghệ ạ, xin mời ca sĩ Thu Hương thể hiện bác ca khúc Một Vòng Việt Nam. Bài thứ hai là Tình Thơ, bài thứ ba là Con Đường Đến Trường ạ. Xin mời ca sĩ ạ. Vâng, và là đầu tiên cho phép Thu Phương xin được gửi tới toàn thể các quý thầy, quý cô cùng tất cả các quý anh chị một lời kính sức khỏe cũng như một lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất. Và chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt, giao lưu 35 năm ngày trở về sẽ thật thành công, trọn vẹn. Và chúc cho quý thầy cô sẽ ngày càng khỏe mạnh và bình an. Vâng, và tất cả quý chị từ các phút này có thể hát qua các phút này được không ạ? Và một phút rất là ý nghĩa, một phút qua tuổi học trò. Hành lang ấy xa ta xa bước chân đường, bản thân ấy ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhẹ, nhanh hóa thơm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vui. Thời tìm bước ngày xưa mới
chiều người không tới, cho ngày miên man bồi hồi ngạt lá vàng mà khi xưa một mối tình thề, cho ngày miên man bồi hồi ngạt lá vàng mà khi xưa một mối tình thề. Cảm ơn tất cả các quý thầy cô, quý anh chị đã lắng nghe và theo như người dẫn chương trình của chúng ta từ đầu đã giới thiệu và đã làm việc qua về Phương thì hy vọng Phương sẽ hát ba ca khúc trong văn nghệ chào mừng đầu tiên của chúng ta. Vâng, và đây là lần đầu tiên mà Phương đi làm một cái hội khóa và Phương thấy rất là đông tất cả các thầy cô ở đây. Vậy quý anh chị có thể dành một tràng thật lớn cho tất cả quý thầy cô đang còn bình an, đang còn khỏe mạnh để còn hiện diện tại nơi đây được không ạ? Vâng, và ngay bây giờ đây một khúc nữa rất là ý nghĩa trong 35 năm ngày trở về của chúng ta, cái khúc mà từ đề Con đường đến trường. Xin mời tất cả các quý anh chị cùng quý thầy cô cùng đón nghe. Một chiều đứng trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao là qua. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm che sâu trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Lòng tri ân đối với thầy giáo, cô giáo, những người lãi đò thầm lặng của những người cắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh của nhà trường. Một lần nữa, xin phép cho hơn 40 học sinh của nhà trường xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới sự hiện diện của quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo. Ta trở về thăm lại mãi trường xưa, lòng tự hào khi nhìn lên cánh cổng, dòng chữ đỏ reo vui trong lồng gió, đón chúng ta về, học sinh cũ quay về. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, đến dự và chia vui với cựu học sinh khóa 81-89 hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách quý không ạ? Vì lãnh đạo nhà trường, vì lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Đàn, bí thư Đảng ủy xã Xuân Tường. Ông Nguyễn Phúc Hòa, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Tường cùng các ông bà đại diện lãnh đạo địa phương. Về phía lãnh đạo nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Hồng Quang, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, phó hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện cả tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Và thành phần không thể thiếu hôm nay là 35 thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em từ năm lớp 1 đến lớp 8 ạ.
Và cuối cùng, hơn 40 gương mặt của hực cựu học sinh khóa 81-89 trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt đông đủ hôm nay. Thế thì chúng ta cho anh ta vỗ tay ạ. Một lần nữa, xin cảm ơn sự có mặt của quý đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh đã về dự kỷ niệm 35 năm ngày ra trường. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo luôn luôn mạnh khỏe. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị, khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, các bạn thân mến, thời gian dần trôi, sân trường đã trở thành dĩ vãng. Những mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xao xuyến bồi hồi xúc động. Tình bạn học là mộc mạc của các quý nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng hờn dỗi. Quay mặt lặng thinh, tính tình ngay thẳng. Và hôm nay, ta trở về trong nỗi nhớ lao xao. Bạn là ai? Học ở khối năm nào? Ánh mắt nhìn nhau tới gật đầu thân thiện. Tay bắt mặt mừng nhưng chẳng thể nhớ tên. Vâng, kể từ ngày chúng ta chia tay thầy cô bạn bè, rời mái trường thân yêu đến nay đã thấm thoát 35 năm. Và cũng ẩn ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn xéo theo dòng cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan của cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, đáng nhớ và quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi chúng ta không thể nào quên được, đó là những ngày học chung dưới mái trường thân yêu này. Những hình ảnh kỷ niệm của ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong những cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở về mãi trường xưa để gặp nhau một lần với thầy cô, bạn bè sau 35 năm xa cách. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa tất cả các bạn, tôi học trò 12 năm đến lớp, nghĩa thầy trò tình bạn bè với biết bao nhiêu niềm vui sống chính ở mái trường này với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đã nâng cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Hôm nay chúng em về đây thăm lại trường cũ, mái trường in dấu bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của thời học trò. Mái trường ơi, ta đã trở về đây. Cảm ơn thầy cô cùng các bạn cho chúng ta một buổi xuống về tìm lại thấp thoáng tuổi thơ ngây. Mỗi chúng ta ngồi đây, ai cũng đã từng trải qua một thời cắp sách tới trường. Có thể nói, đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Và thời gian đó bao giờ cũng đọng lại sâu sắc nhất, đậm đà nhất hình ảnh người thầy, người cô. Chính người thầy, người cô thắp sáng tâm hồn ta, mang đến cho ta niềm tin và trí thức. Để đến hôm nay, khi chúng ta trưởng thành, thì những kỷ niệm ấy vẫn không phai mờ. Nói như vậy để thấy hình ảnh người thầy, người cô luôn tâm trọng, luôn trong sáng tâm trí trong các thế hệ học trò. Có cô danh nhôn, không có vị dân nào, một anh hùng nào trên trái đất này không qua bàn tay bé ẩm của người mẹ, thì trên trái đất này không có một vị nhân nào, một anh hùng nào không qua bàn tay dạy dỗ và dìu dắt của người thầy. Vâng, dẫu người thầy không phải là tất cả, nhưng người thầy là khuôn vàng thước ngọc cho học sinh noi theo. Thời gian trôi đi nhanh quá, đã 35 năm chúng ta ra trường, xa hàng ghế đá, vẳng tiếng quen ngân, hè về, cũng gần ấy năm, sắp phấn trắng bản đen, với dáng thầy cố đứng trên bục giảng, truyền đạt cho chúng ta những bài học quý, rồi thời gian cứ thế trôi đi, chả biết từ bao giờ thời gian đó mang đi tất cả những kỷ niệm đẹp của thời học trò. Sau 35 năm, có nhiều chuyện không thể nhớ, nhưng có những điều không thể nào quên, là tình bạn những năm tháng thiếu niên, là tình yêu lặng thầm không dám nói. Nhưng hôm nay ngày riêng cho các bạn, cứ đùa vui thoải mái nghe chưa, để hôm nay mình quay lại ngày xưa, cùng lên lớp để vào giờ sinh hoạt. Lớp hôm nay thiếu một vài, đi một vài bạn, chắc là vì đi muộn mà thôi. Vâng, tuổi học trò đầy tinh nghịch và đáng yêu, cứ đi học lại muốn nhanh chóng ra trường rồi lại muốn quay lại trở trường xưa. Ai cũng từng suy nghĩ như thế, ôi, một thời cắp sách tới trường, truyền tay nhau quyển lưu bút kỷ niệm, đây là những dòng tâm sự, những tình cảm yêu thương dỗi hờn của tuổi học trò. Và giờ đây, chúng ta được ngồi bên nhau, kể cho nhau bao chuyện vui buồn. Hoàng hôn chín đỏ trên cây, chúng tôi nhóm mấy đứa bạn bên nhau, trường xưa lớp cũ còn đâu, để cho nỗi nhớ lắng sau cõi lòng. Sau nhiều năm xa cách, đến hôm nay, gặp lại nhiều bạn của chúng ta, có thể nói là thành đạt trong cuộc sống và trong sự nghiệp, có những bạn sinh sống tại quê hương, chăm chỉ làm ăn trở thành những người lao động giỏi, hoặc thay những công tác tại địa phương gánh vác những trọng trách góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Có bạn làm việc sinh sống ở nước ngoài, một điều đáng rất phấn khởi là sau khi ra trường, dù bất cứ ở hoàn cảnh vị trí công tác xã hội nào, chúng ta đều cố gắng trở thành những người công dân tốt.
Vì lẽ đó, cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay thật sự là một ngày hồi ngộ với không khí nồng hậu, ấm áp, nghĩa tình. Nghĩa cũ, tình xưa, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù trên lĩnh vực nào trong cuộc sống thì tình bạn trên ghế nhà trường vẫn là trong sáng và bền vững nhất. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa thầy cô giáo, thời gian có vẻ như trôi nhanh quá. Mỗi hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư. Vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau đây, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Thời gian đã đưa tuổi đôi mới về với quá khứ. Hôm nay ta hồi ngộ nhớ lại thời đã qua, những kỷ niệm trường xưa 35 năm gặp lại. Tóc nay đã điểm màu, vóc dáng cũng già nua, chỉ tình chưa thay đổi, hồn nhiên tao với mày. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng tất cả các bạn cựu học sinh niên khóa 1981-1989. Khi chúng ta về đây, nhìn lại ngôi trường với bao đổi sắc, đó là minh chứng của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Tường đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp giáo dục của Phương Nha, cùng với sự tham mưu quyết liệt của lãnh đạo nhà trường để xây dựng nhà trường ngày một phát triển. Để có được kết quả đáng trân trọng và tự hào như thế, không thể nhắc đến hình ảnh những người thầy đã tiếp nối các thế hệ đi trước để xây dựng ngôi trường cấp 1-2 Xuân Tường ngày một phát triển hơn. Trong không khí trang trọng và ấm cúng này, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời bạn Bá Hóa đại diện cho cựu học sinh niên khóa 1981-1989 có một món quà lưu niệm để tặng nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Hồng Quang, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Hoa, phó hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận. Xin trân trọng kính mời. Đây thì chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự khởi sắc của trường trung học cấp 1-2 Xuân Tường. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, chi ủy, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường cấp 1, cấp 2 Xuân Tường trong thời kỳ cử học sinh tham gia học tập. Kính thưa tất cả các anh chị cựu học sinh niên khóa 1981-1989. Thì riêng cái từ niên khóa 1981-1989 thì tôi sẽ trao đổi thêm ở phía sau. Vâng, thì mấy hôm nay cũng trả lời trên Facebook rất là nhiều. Vâng. Đầu tiên thay mặt cho cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường xin được nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo, các lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo địa phương cùng các anh chị cựu học sinh nhân buổi kỷ niệm 35 năm ngày ra trường đầy ý nghĩa này, và xin được kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các anh chị học sinh niên khóa 1981-1989 luôn mạnh khỏe, mọi việc làm ăn, học hành, công tác gặp nhiều may mắn, thành công, gia cảnh hưng long, thịnh vượng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và thưa các anh chị cựu học sinh, ngày hội khóa mà ban liên lạc lựa chọn lần này diễn ra vào một thời điểm có nhiều cái đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất, bởi một thời gian không xa nữa thì Thanh Dương và Xuân Tường sẽ sáp nhập. Và lúc đó ngôi trường này sẽ được mang một tên gọi khác, với hai cấp học riêng biệt, tiểu học và trung học cơ sở. Chính vì vậy các anh chị về lần này thật là đúng thời điểm để tạo một dấu ấn của ngày hôm nay, để làm kỷ niệm cho ngày mai. Xin cảm ơn các anh chị cựu học sinh. Điều đặc biệt thứ hai là trong hội khóa
thì có một cán bộ và giáo viên hiện đang công tác tại nhà trường, đó là thầy Nguyễn Phùng Vân. Nguyễn Trọng Vân là đang phụ trách vừa ở tiểu học vừa ở trung học cơ sở, bởi vì môn dạy mang tính chất rất đặc thù, môn tin học. Và một người nữa là thầy Nguyễn Phùng Nam là phó hiệu trưởng của nhà trường. Chính vì vậy nên việc cập nhật thông tin có nhiều thuận lợi, đó là điều đặc biệt. Thứ hai, và trở lại với ban đầu, thì điều đặc biệt thứ ba mà trên mạng Facebook mấy hôm nay tôi cũng trả lời, họ hỏi hồi khóa gì mà từ 1981 đến 1989 thế hồng quang, tại sao 3-4 năm ở đây là từ 1981 đến 1989. Tôi mới trả lời như thế này: nó đặc biệt là chỗ đó bởi vì ở đây trong thời kỳ đó các bạn học sinh là thực hiện học tập và rèn luyện dưới mái trường cấp 1-2 Xuân Tường. Và trong lịch sử của nhà trường thời điểm đó là có thầy Cung, thì hiện nay thầy đang còn rất mạnh khỏe, đó là hiệu trưởng. Đến 1992 thì tách ra thành tiểu học Xuân Tường và trung học cơ sở Xuân Tường. Và đó là cái điều đặc biệt thứ ba mà các bạn cựu học sinh cũng đã giúp tôi tạo nên sự kiện để trả lời với các bạn ở trên Facebook. Xin cảm ơn các bạn. Thì có nhiều cái sự kiện đặc biệt như thế thì lãnh đạo nhà trường có tôi và đồng chí Nguyễn Thị Hoa, vừa là phó hiệu trưởng, chi ủy, chủ tịch công đoàn, chúng tôi đã họp và ra một nghị quyết chuyên đề của tháng 7 là nhà trường trong một cái không gian là nghỉ hè, trong thời điểm nghỉ hè, rồi cùng với địa phương tiến hành xây dựng cơ sở vật chất cho năm học mới. Nhưng chỉ chi bộ đã chỉ đạo nhà trường phải tạo những điều kiện tốt nhất trong điều kiện có thể thực hiện được để đón chào 35 năm các em học sinh trở về. Đó, việc thứ nhất là về mặt tổng quát. Việc thứ hai là chúng tôi đã giao cụ thể cho đồng chí Nguyễn Phùng Nam, Nguyễn Trọng Vân cùng với nhà trường chuẩn bị các nội dung cần thiết để góp phần vào cái việc chuẩn bị kỷ niệm hôm nay, bởi vì hai đồng chí cán bộ giáo viên đồng thời là hai thành viên của hội khóa. Và cái điều đặc biệt hơn nữa, khi các anh các chị đã ra trường cách đây 35 năm nhưng luôn hướng về mái trường xưa nơi mình học tập, đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2016. Đồng thời, các anh các chị đã dành cho các thầy cô giáo đã dạy bảo mình trong những tháng ngày còn nhiều gian khổ, khó khăn tại mái trường này với những tình cảm chân thành, những sâu sắc, cảm động mà thiêng liêng. Đồng thời, động viên các em học sinh học tiếng Anh học giỏi và có một món quà có hết sức có ý nghĩa đối với nhà trường. Đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, rất đáng trân trọng và cần được lan tỏa cho các thế hệ tiếp theo. Và cũng tại cái không gian này thì cũng xin trao đổi với các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và anh chị em hội khóa, món quà các em tặng nhà trường 7 triệu đồng thì để thực hiện có hiệu quả, tránh cái manh mún
thì trong chi bộ chúng tôi cũng đã trao đổi sẽ bổ sung các vật tư cần thiết cho phòng tiểu học, phòng tiếng Anh ở bậc học tiểu học. Chi bộ đã thống nhất rồi. Và cũng không phải hôm nay tại cái buổi này thầy cái nói hái nói khẹo đâu. Cái nghị quyết chương 7 thì tháng 7 thì đồng chí Trọng Đúng này, nhà trường đã gửi nghị quyết cho các đồng chí rồi, ở bên cho các vị đảng rồi, tỏ nội dung này. À. Với chính vì thế thì đề nghị mấy việc. Việc thứ nhất, bác Nguyễn Hồng Ngân là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, bác Nguyễn Bá Thắng phó trưởng ban, và có hai cựu học sinh của khóa ta, đó là thầy Nguyễn Phùng Nam và Nguyễn Trọng Vân, sẽ phải thực hiện cái nhiệm vụ này. Và cũng xin được báo cáo với đồng chí Nguyễn Đình Đàn, bí thư đảng ủy, đồng chí Nguyễn Phùng Hoa, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Thị Liên, chủ tịch mặt trận tổ quốc, và đồng chí Nguyễn Ngọc Trung được biết và theo dõi kiểm tra giám sát tuyên truyền. Đó là việc thứ hai. Xin báo cáo như vậy. Thì một lần nữa xin thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh xin gửi lời và chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, chúc ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo đã từng giảng dạy ở trường cấp 1, cấp 2 Xuân Tường, các anh chị cựu học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân cái thời điểm này thì xin được mời, trân trọng kính mời bác Nguyễn Hồng Ngân, chị Nguyễn Thị Liên, bác Nguyễn Phùng Hoa, anh Nguyễn Bà Hóa và cô Nguyễn Thị Hoa lên ký vào biên bản tiếp nhận ủng hộ để chúng ta làm hết sức kịp thời. Vâng, xin kính mời. Kính thưa các bạn học sinh, cựu học sinh khóa 1981-1989, em lấy làm rất hạnh phúc và được thay mặt cho các bạn hôm nay về dự buổi lễ hồi khóa kỷ niệm 35 năm ngày ra trường. Lời đầu tiên, thay mặt cho cựu học sinh, xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công cuộc sống. Kính thưa các thầy cô và các bạn, được trở về sau 35 năm, được gặp lại các thầy cô giáo cũ, chúng em thực sự vui mừng. Đó là làm được sống trở lại những ngày tháng tuổi thơ, chúng em không khỏi xúc động, bùi ngùi bởi những thầy cô đã qua thời rất trẻ và gian khổ. Nhưng các cô vẫn khỏe mạnh, vẫn minh mẫn, vẫn tham gia cùng các em. Kính thưa các thầy cả cô, chúng em không khỏi bùi ngùi luyến tiếc tưởng nhớ một số thầy cô đã vĩnh viễn đi xa, một số bạn bè không còn gặp lại. Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn học sinh, cũng có một số thầy cô vì lý do sức khỏe và một số bạn đồng niên vì công tác xa nhà không về được. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, của các bạn học sinh chúng ta để buổi lễ này thành công tốt đẹp. Hôm nay, ngày trở về, dấu tích của trường xưa lớp cũ không còn. Thay vào đó
là ngôi trường với diện mạo mới, vì thế mới, nhiều thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, nhiều bạn bè, kẻ Bắc, người Nam trên mảnh đất Việt. Một số bạn ở trời Âu, xứ lành, hay một số bạn ở nước Nhật xa xôi, nhưng vẫn hướng về ngày kỷ niệm 35 ngày ra trường của chúng em. Như vậy, hôm nay chúng em như những con chim non quay trở về tổ ấm. Với sống là những ngày tháng tuổi thơ, cũng tại ngôi trường này, cũng tại mảnh đất này, cũng tại quê hương xuân tường này, những thầy cô, các bạn đã cùng nhau một thời niên thiếu. Các cô đã dạy cho chúng em nét chữ, những kỹ năng sống, hết lòng tận tụy yêu thương vì con trẻ, để hôm nay các em là những công dân đã trưởng thành và tìm về để tri ân các thầy cô. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, hôm nay trong lòng xúc động biết nói háo hết bằng lời, chúng em chỉ biết gửi lời cảm ơn và chúc các thầy các cô vùng Bắc bàn những ngày tới mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, điều đáng mừng nhất sau 35 năm trở lại, mái trường xưa thực sự đã thay đổi nhiều, và nhà trường xuân tường hiện nay đang tiếp tục xây dựng theo hướng phát triển hơn, hiện đại hơn và diện mạo ngày càng đẹp hơn. Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn, dù ở nơi đâu, bất cứ lúc nào, các em vẫn là những học trò của thầy và cô. Các em vẫn cố gắng, dù ở lúc nào, dù ở tuổi nào, vẫn cố gắng sống xứng đáng với lời các cô, các thầy đã dạy. Khi đứa nhỏ, khi còn nhỏ, các em sẽ là những học trò ngoan. Khi lớn lên, các em sẽ là công dân tốt, là người cha mẫu mực, người mẹ hiền, những người bà mẫu mực đối với các cháu. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bạn, ngày mai chúng ta lại chia tay mỗi người một hướng vì cuộc sống. Nhưng hôm nay, trong giờ phút này, chúng em về đây có thể không đủ, nhưng các bạn ở nơi xa vẫn hướng về với kỷ niệm 35 năm ngày ra trường tại trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tường. Vì một thời gian nữa, ngôi trường này sẽ không còn tên Xuân Tường nữa. Chúng em vẫn luyến tiếc, vẫn lưu luyến và mong muốn giữ lại kỷ niệm đó. Và hôm nay, đứng trước các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, chúng em nguyện tiếp tục cố gắng sống tốt, trở thành những công dân tốt và trở thành những người con ngoan trò giỏi của các cô, các thầy. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bạn Phương Nam đã thay lời cho tất cả các bạn có những lời tâm sự đầy tâm huyết nhất từ những cô cậu học sinh từ thời lớp 1, lớp 2 cho đến bây giờ, những lời tâm sự, những lời tri ân thầy cô giáo, và cảm ơn quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn, theo dòng chảy của thời gian cũng như là những tháng thăng trầm của lịch sử, những người từng công tác trong giáo dục và đóng góp cho mình với mảnh đất quê hương, hôm nay đại diện cô giáo Võ Thị Sâm thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo đã về gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của chúng em, sẽ có đôi lời tâm sự chia sẻ với chúng em nhân cái buổi lễ này. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, kính thưa ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tường, kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo đã về hưu cùng tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng tôi là những người về hưu rất vinh dự và vui mừng được các em cựu học sinh khóa 1981-1989 mời về đấy để dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của các em. Rất vui mừng và xúc động. Dịp này cũng là dịp để các em được gặp nhau sau mấy chục năm trời xa cách. Ra trường các em tung cảnh đi muôn nơi, mỗi em một phương, mỗi việc làm khác nhau. Có khi hàng chục năm không gặp nhau, có những em ở gần nhau thì có thể vài ba năm gặp được một lần. Những lần này là một lần rất quý hiếm,
một lần rất hiếm có để các em được tâm tình với nhau, tìm hiểu nhau về cuộc sống và công việc trong thời trong giai đoạn hiện tại. Về và hôm nay cùng là dịp để các em tri ân các thầy cô giáo, người để chấp cảnh được mơ cho các em trong những giai đoạn đất nước giờ còn đang khó khăn gian khổ. Cùng là dịp các em là tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó và tặng quà cho địa phương để xây dựng thêm cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các em học tập. Thay mặt các thầy giáo cô giáo, tôi xin cảm ơn tấm lòng quý báu của các em, tình cảm chân thành của các em đã mời các cô về tri ân trong cái buổi lễ long trọng này. Cùng cảm ơn lãnh đạo địa phương và ban giám hiệu nhà trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tường đã tạo điều kiện cho cô trò chúng tôi gặp nhau trong buổi hôm nay. Về phía giáo viên, chúng tôi là những người dạy các em từ cái giai đoạn đất nước đang rất còn nhiều khó khăn. Cơm các em đi học nhưng cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cô đi dạy quần áo cũng chưa đủ. Giai đoạn khó khăn nhưng các em đã vượt khó. Tình đề này rất nhiều em đã thành công trên bước đường đang đi. Về đấy nhìn các em chúng tôi rất phấn khởi. Tất cả các em đều khỏe mạnh và có nhiều em là có con học giỏi thành đạt. Đó là điều mừng nhất của chúng tôi. Còn về giáo viên thì hiện nay đã có nhiều người rất yếu, có nhiều người đã thiệt phần quá đời, có lẽ đến gần chục cố thầy đã quá đời. Học sinh thì có lẽ cũng có một vị kém đà không may mắn. Còn về thời gian mà chúng ta gặp mặt thì cũng có hạn, trời thì nặng, thời tiết nặng bớt, cho nên là cũng không cho phép tôi phát biểu nhiều, thì có mấy lời như thế. Và cũng rất là cảm ơn các thầy các cô đã già tuổi rồi nhưng hôm nay vẫn cố gắng đến đây để chúng ta gặp mặt cả kém trong cái buổi lễ long trọng này. Cuối cùng xin kính chúc chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường, các quý vị đại biểu, rồi các thầy giáo cô giáo, tất cả các em học sinh một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường các em đang đi. Nhưng em mà ở nhà sản xuất thì cùng có thành tích là chăn nuôi giỏi, sản xuất giỏi. Tất nhiên trong một cái khóa như thế này, các em có lẽ cũng không tất cả chúng ta, các em đều là đi được. Một số em ở trời ấu, một số em bây giờ là giám đốc, là bác sĩ, nhưng một số em cùng ở nhà sản xuất. Thì ở vị trí nào cùng em cùng các em cùng làm tốt, và mong cho các em nuôi con khỏe, dạy con học giỏi để thành công hơn bố mẹ, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tôi xin hết. Sau đây tôi xin đọc bài thơ. Bài thơ thì gọi là thơ con cóc cũng là đúng như cả con gì ạ. Niềm vui nhà giáo. Hàng năm các khóa trò yếu làm nên sự nghiệp nhớ nhiều thầy cô. Gần xá hải đảo thủ đô, bốn phương hội tụ nơi mô cũng về.
Mùa hè phường rực trường Quế, có thầy trò cũ để Huế rộn vang. Được nghe bao dòng cá vàng, bắt tay sung sướng đàng hoàng vòng nối. Thầy có về hữu cả rồi, mừng gặp trò cũ nhớ hồi tóc xanh. Học trò yếu tấm lòng thành, trí ân tình nặng ngọt lành kính dân. Về cùng trò già bấn huân, tự hào năm tháng hiển dân cho đời. Làm nghề giáo trò muốn nơi, mừng trò thành đạt chào mời thưởng chưa. Tuổi vàng sớm nắng chiều mưa, lòng vui rào rực gió đưa trưa hè. Thầy có gặp nhau bạn bè, trường cụ ngày ấy chén chè có nhau. Bây giờ tóc đà bạc màu, trò mời hồi tụ trước sau mặn mà. Nhớ nhớ như trắng tổ ấm một nhà, có thầy như mẹ như cha bên trò. Tự hào với nghề lái đò, trí ân trò quý hèn hò thật vui. Trao một cái món quà để cho đồng viên tất cả cái gia đình mình để vượt khó trong cái lúc này, thì rất mong là tất cả cái hội bảo của mình là cùng đồng lòng cùng là chia sẻ để cho các bạn vượt qua cái lúc khó khăn này. Kính thưa các bạn, thì bác chúng tôi này thì hôm nay em rất bất ngờ vì cái này ở ngoài cái chương trình, ngoài kế hoạch các bạn là đồng viên tinh thần được rồi. Đấy, còn vật chất thì chúng ta còn vất vả nhiều. Đấy, cho nên chỉ hy vọng các bạn chỉ một lời chúc. Còn hôm nay á, như thế này là cùng cảm thấy chúng tôi hơi khó nghỉ. Nhưng mà thôi thì việc đã rồi, chúng tôi xin nhận và xin cảm ơn cái thành hội quả. Cùng xin lỗi bạn Nam với bạn Đường nhỉ. Lúc nãy thì mình chỉ nghe anh em bạn bè bảo là cái hoàn cảnh của Hương như thế vậy, thì mình muốn chia sẻ chỗ bạn Hương. Còn bây giờ biết thêm được cái hoàn cảnh của chỗ bạn Nam thì bạn Đường, thì mình nhờ bạn Hiệp nhé. Bạn Hiệp đâu nhỉ? Mình nhờ bạn Hiệp thì mình muốn chuyển cho bạn Nam là 1 triệu. Rồi. Là đưa 1 triệu nhé. Okay. Đây qua đấy. Thì mình sẽ chuyển khoản cho Hiệp nhé. Và cái này nhờ Hiệp tí nhé. Bởi vì cái này là tập long chia sẻ thôi nhé. Rồi, thay mặt cho hội khóa cảm ơn bạn Phùng Thành đừng để chia sẻ cho những cái hoàn cảnh khó khăn của người hội khóa chúng ta. Rồi xin chúc hội khóa là thành công và là có thể mình có thể lặp lại được trong 5 năm tiếp theo được. Xin cảm ơn. Ôi, bạn ơi, có gì hết. Ta da
Hey!
Trong ngày mới, ngày hôm nay con
chúng tôi cười từ trên đôi lưng tin vào đây và nụ cười nhớ trên môi. Ngày đó vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên. Ngày đó ríu rít như chim gọi bay. Con đường ngập tràn tà áo trắng, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng. Nhớ sao những ngày trường xưa ấy. Ngày đó những tiếng về, những mùa thi. Ngày đó nhắc cho nhau những bài học. Có giận hờn buồn vui ai ơi, kỷ niệm đẹp như trang sách mới. Dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô cho tôi bao ước mơ, từng trang vỡ thói nào học trò. Dạy cho tôi thêm yêu quê hương và cuộc sống. Từng hành lang ghế đã vấn đầy, hàng phương xưa vẫn che bóng đầy. Chỉ còn tôi lơ ngơ thẫn thờ với thời gian. Trường xưa ơi bao nhiêu nhớ thương, nhiều năm tháng với bao kỷ niệm. Bạn bè này mỗi đứa mỗi phương, gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa. Được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa. Ngày đó vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên. Ngày đó ríu rít như chim gọi bay. Con đường ngập tràn tà áo trắng, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng. Nhớ sao những ngày trường xưa ơi. Ngày đó những tiếng về, những mùa thi. Ngày đó nhắc cho nhau
những bài học. Có giận hờn buồn vui ai ơi, kỷ niệm đẹp như trang sách mới, dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô cho tôi bao ước mơ, từng trang vỡ thơ nào học trò, dạy cho tôi thêm yêu quê hương và cuộc sống. Từng hành lang ghê đã vấn đầy, hàng phương xưa vẫn che bóng đầy, chỉ còn tôi lơ ngơ thẫn thờ với thời gian. Trường xưa ơi bao nhiêu nhớ thương, nhiều năm tháng với bao kỷ niệm, bạn bè này mỗi đứa mỗi phương, tìm đâu nữa. Dù bao năm tôi vẫn nhớ về, bạn bè xa xôi mong quay về, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắn chuyện xưa. Hãy cứ về ngồi cạnh với nhau đi, đừng suy nghĩ khi chúng mình khác trước. Thời gian trôi chẳng thể nào trở lại, mỗi nẻo đường đều có lối đi riêng. Kỷ niệm ơi giờ đã quá xa xôi, như dòng sông có bao giờ chảy ngược. Thưa chúng mình học chung thơ dài về ngày xưa nào lớn khôn đâu. Mặc dù ai giờ là kẻ giàu sang, có địa vị được nhiều người quý trọng, người làm lũ nhưng tự mình nỗ lực lo cho mình, đâu đã phải xin ai. Bọn mình về tay nắm lấy tay nhau, vẫn trân trọng kỷ niệm xưa yêu dấu. Đừng suy tư vì cuộc đời hữu hạn, hãy cứ về ngồi cạnh với nhau đi. Bạn bè ơi, thầy cô đã xa rồi, như thời gian có bao giờ trở lại. Trường chúng mình rêu phong chờ đợi, hàng
ngày xưa hoa đó sân trường. Người về chưa, mình chờ nhé bạn thân. Gió lung lay cây phượng già ngóng đợi bạn ngày xưa thường chung đường đi học cánh đồng làng chiến đê gió đông về bạn bè về tay nắm chắc tay nhau mãi trân trọng kỷ niệm xưa thương nhớ đừng lo toan bỏ một ngày với bạn hãy vui cười đùa nghịch tuổi thơ ngây hãy cứ về ngồi cạnh với nhau đi đừng bon chen nở nụ cười thánh thiện thời gian ơi có khi nào trở lại muốn neo đường về một lối yêu thương thời gian ơi có khi nào trở lại muôn nẻo đường. Về một lối yêu tôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hôn tôi nhẹ lưng biết đâu mai đây là nơi tôi đến khi người trao niềm tin đưa bàn tay lên trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hôn tôi nhẹ lưng biết đâu mai đây là nơi tôi đến khi người trao niềm tin đưa bàn tay lên trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui lời ca còn mãi cho bạn cho tôi
tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nữ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong đẹp mãi có nhau trong đời, tình nữ hòa trao nhau còn đẹp mãi.